lôi ra mới mà. Bắt chuột thì mình đi đánh luôn. Chuột gì mà chặt? Bây giờ chuột con gì?
Milo, Milo, Milo. Quý vị và các bạn đã xem video, hãy đăng ký kênh của chúng tôi và bấm vào chuông có chữ tất cả để theo dõi nhiều video về nhiều lĩnh vực khác nhau của chúng tôi. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào những video tiếp theo. Xin chào tạm biệt quý vị và các bạn.